Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tiên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị ơi. Chào Tiên. Dạ em chào anh Tấn, em chào tất cả anh em trên toàn quốc. Hôm nay em tiếp tục đem về 20 mấy cây mai dảo thơm đức, một bông từ 6-12 cánh, muốn giao lưu tất cả anh em hình thức em bao ship toàn quốc. Em ở xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Em cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ em những clip trước, em cảm ơn nhiều ạ. Rồi mình bắt đầu vô cây số 1 anh Tấn. Rồi mã số 1 đây quý vị. Em này cao khoảng tầm 1m7, tán ngang chắc khoảng tầm 1m3 có hơn. Em này đặc biệt cái dàn xương, xương ngang nha quý vị. Em quay xong rồi em xuống lá nha cả nhà. Rồi lá hôm nay cũng thưa thưa, cũng dễ thấy dàn xương trong đây quý vị. Em về em làm không kịp, em quay xong em xuống lá cho cả nhà mình. Xương ngang ngang khích ha. Quanh 26 yếu em tới 25 đi. Rồi. Xen vòng luôn. Đó, xương cành khích, xương ngang. Đẹp ha. Giao lưu giá 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Mã số 2. Rồi số 2 này cũng khá là cao. Em này cao tầm khoảng 1m7 luôn, tán ngang khoảng 1m3 luôn. Có vận chuyển đi nó cũng bị gãy cái đọt đó cảnh. Rồi này không sao. Bị nó trong tạo khung. Đọt mới cho mình luôn ha. Đó. Với cao quá bưu điện đi nó cũng phải tỉa rồi cả nhà. Rồi. Nó cũng có lấy cỡ này thôi. Không lấy cao hơn được. Mình như anh Tấn. Mình cũng 26 luôn. Đây quý vị. Rồi, để luôn em. Để có đâu gì cũ để nở luôn ha. Để bàn. Em cũng giao lưu giá 1 triệu luôn. Rồi 1 triệu luôn, mã số 2 ha. Rồi tiếp tục qua mã số 3 luôn nha quý vị ơi. 3 em này tàn bự nữa ha. Em này cao lấy khoảng 1m8, tán ngang em này chắc 1m5 có hơn, báo lấy 1m5 nhưng quý vị tàn bự chẳng ha. À, quá đẹp luôn. Em này dần dần luôn nha. Đó. Tàn thì kín mít như quý vị nè. Tay cành đặt kẹo nè. Đó. Quá đẹp ha. Rồi xuống cái quanh luôn, để đây, để cái phần gốc nó này nè. Quanh nhìn tới 25 em. 25 quanh. Đế cũng nở ha. 25. Em giao lưu giá 1 triệu 2. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây luôn, cây đẹp quá vậy. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 4. Rồi số 4. Số 4 thì em này cao tầm 1m6 đến 1m7 ha. Tán ngang 1m5 có hơn. Tàn tròn đẹp. Kính mít. Dừng luôn đi em. Đây, xương cành nè, đặt hết trơn cái gì nè, em dạch nó ha, lá thừa thừa nè. Xương cành đặt hết trong ha nè. Quá đẹp ha. Đó. Mình nhìn tức. Rồi, quanh là 24. Dạ 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 luôn. Quanh 24 quanh. Xương cành đẹp luôn. Em giao lưu giá 1 triệu mốt. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu mốt. Mà xuống 5. Rồi, lên luôn. Rồi mã số 5. Rồi em này cao tầm 1m7 đến 1m8 quý vị. Tán ngang thì chắc khoảng tầm 1m4 đến 1m5 ha. Tàn đẹp lắm quý vị ơi. Quá đẹp luôn, đó, kính mít luôn. Rồi dừng luôn em. Trả lại cho anh miếng đi, trả ngược lại xíu đi. Anh bên đời rồi. Trả ngược lại chủ yếu là bên đây lá thưa thưa dễ thấy dàn xương thôi chứ không có mục đích gì cái gì nè. Mục đích là chủ yếu quay kỹ vì thấy rõ thôi. Đây. Quanh. Nhìn tức. 21, 22 thì yếu. 21 quanh. Rồi, em giao lưu giá 1 triệu 2. Quá trời cái tặng. Mai đè, mai đè. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây luôn. Tàn kinh mít. Đây là mã số 6. Rồi, số 6. Em này cao tầm 1m5 của gì à? Tán ngang nó khoảng 1m3 đi ha. Tàn thì nó còn do kính mít bốn mặt nó vậy đó. Rồi dừng luôn. Rồi xương cành. Quá đặc. Quá khích luôn ha. Rồi vô cái hoành luôn rồi quý vị. 24 hoành. Có đế luôn rồi quý vị, hoành 24. Đế nó giáp vòng nữa ha. Đế cọc bự bự luôn nè. Giao lưu giá 1 triệu mốt. Rồi 1 triệu mốt ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 7. Tiếp theo. Rồi số 7 thì em này cao tầm khoảng là 1m7 đến 1m8 luôn. Tán ngang khoảng 1m6 gì đây. Tán rất là to nha. Đó, kính mít luôn ha. Chùi đây trực trú mát đây. Chắc bà bào mát quá. Chùi đây trú mát đây nhiều anh Tấn. 25 ý em tính 24 đi. Rồi. Để vô để cái gì.
Để có ha, để lực không? Lực không? Có, để có luôn. Đó, là dừng kìa. Đây, đây đẹp ha, có để luôn. Vô luôn nha em. Vô luôn với anh 1.3 triệu. Rồi, xuống cây luôn, để đẹp luôn cái gì em. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 8. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m7 đến 1m8 luôn. Tán ngang lấy gọn gọn hai cái gì em. Xương cũng xương ngang khít ha. Rồi, dừng luôn. À, nghe khích, khích em này xù hay gì đây? Em nó bị rẻ vậy đó. Bắt đầu hình như nó xù lên. Ở lúc trên đây nó cũng đã khó nữa vậy. Trên đây nó xuống luôn, dạt xuống tới đây luôn ha. Xù ha. Bên đây nó tất quá trời bên đây luôn. Đây xài luôn. Xuống. Đây, xù ha. Đó, đó. Xù, nếu mà tính cũng xù hết nửa thân lên tới nửa thân luôn vậy. Đó vô cái quành ha. Vì thích xù chốt em này gì chơi. Quành này nó không được to 21. Lắm, 21 ha. Em giao lưu với anh 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 9. Rồi, em này cao cũng khoảng 1.7, 1.8 luôn. Tán ngang thì 1.6 luôn, bây giờ tàn bự chảng. Đó, đó có gì thấy không? Rất là đẹp ha. Rồi, dừng luôn em. Chui đây trú mát cho thầy ở ngoài nắng đi. Rồi, cái đèn bắn lên nè, có gì đặt xương cạnh nè. Wow, đặt luôn ha. Đó. Thân cành này mê luôn ha. Rồi vô cái quành luôn nha quý vị. 21 này ha. 21 quành. Có cái củ nở luôn. Rồi vô luôn nhiêu đem. Em vô luôn giá 1.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi mã số 12 em. số 10. Rồi em này cao khoảng 1m7 đến 1m8 luôn. Xương ngang, tán ngang khoảng 1m3 có hơn. Họ tàn kính mít luôn, dừng luôn em. Ngang không cả nhà. Rồi, quý vị ngắm nghía xương cành nè. Này là quá đẹp rồi. Xương ngang mà khích khích không nhìn. Cái gì ha. Đó. Xuống tới góc luôn. Này đẹp, xương đẹp quá. Rồi, cái hoành luôn ha. Anh nhìn tức. Rồi 25. Để có luôn ha. Hôm nay đặc biệt là dàn xương, xương ngang kích. Đó. Giao lưu với anh 1.3 triệu. 1.3 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Cái này lùng lực đi. Hôm nay cao lấy 1m3 đi quý vị. Tán ngang lấy 1m3 luôn. Tàn tròn kính mít lùng lực. Xương cành thì khổ nói luôn, cái lô này đặc biệt là xương cành đó quý vị nè. Mấy cây nào xương nó cũng vậy á. Đẹp không ha. Lực lực không. Hoành 27. Đó. Nó lùng lùng vậy chứ phụ tùng đầy đủ vậy. Hoành đẹp. Hoành bự. Đó thấy hay luôn. Anh vô luôn giá 1.3 triệu. Đi qua rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 12. 12. Này cao lấy 1m8. À, tán ngang thì nó khoảng 1m3 nha. Rồi dừng luôn. À, lá thưa thưa dễ thấy xương cành à, quý vị ơi. Đẹp quá. Quý vị mà có nhà ý chốt hết clip có giá sỉ luôn đâu quý vị. À, lâu lâu có gì được luôn. Mai tàn đẹp quá đẹp. Nhìn tính. Rồi 25 hoành đúng luôn. À, cành đều rang ha. Giao lưu giá 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 13. À, 13. 13 thì hôm nay cao khoảng 1m7 đến 1m8, tán ngang khoảng 1m6 có hơn. Tán quá bự luôn. Rồi, dừng luôn. Rồi, tấp. Đây, xương cành đây quý vị. Xương cành này nó đặc mà, xương cành bự đến lật sẵn nó lật dài cái lá, bên đây chẳng trống hết, đây rồi quý vị nè. Còn dễ thấy ha. Đó. À, đó, mình đặt ra gì nè quý vị, nhìn thấy nó đẹp ha. Đẹp ghê luôn ha. Đó. Quành như em báo luôn nha. Quành 28. Rồi cho luôn như em. Em giao luôn giá 1.3 triệu. Rồi 1.3 triệu ha. Ui, rồi. Và cây tiếp theo. Mã số 14. 14. Này cao cũng khoảng 1m7 luôn rồi quý vị. À, tán ngang
lấy mét ba luôn nha quý vị, tàn cũng đẹp không ha, là dừng của em chân cành nào quý vị, này lặt lá là nhìn thấy mê lắm ha, đặt luôn đặt kẹo mình là 23 ba nè quý vị, rồi xem dòng nguyên cái cành cành đẹp luôn ha, đó luôn nha em, dâu luôn giá 1 triệu, rồi xuống cây luôn, rồi mã số tiếp theo luôn số 15 ha. Rồi mà số 15 thì em này cao tầm khoảng 1m7 luôn, tán ngang tầm khoảng 1m rưỡi rồi quý vị. Đó, tàn cũng kính vậy đó. Mặt nào cũng vậy đó, tầng do. Không quay rồi, cô dầu quá. Đủ đây. Xương cạnh ha. Nè. Cân mít vậy đó. Đây, đó, góc này thấy hơi đắt nhẹ ha. Không đắt cho nên vậy đó. Đập kẹo. Có để luôn nè. Nhìn tấn 23. Rồi xem dòng nó đi. Rồi giữ luôn như đem. Giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 16. Rồi 16 thì em này cao tầm 1,7 m luôn. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 1,5 m nhưng quý vị. Đó. Tàn tròn ha. Mít rồi. Rồi dừng luôn em ơi. Để dạch ra cho quý vị xem trong nó. Cành này đặt hết trơn ha. Đây. Đó. Dòng đi ha. Ê, vô cái hoành đi xem hoành, dòng ha. Tấn dòng hoành dòng tấn. Lâm ha. Lâm hoành. Lâm dư luôn á. Rồi giao luôn như đem. Giao luôn giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 17 khá là cao. À, báo lấy 1m8 nha quý vị nè. 1m8 ngang cỡ 1m6. Hôm nay thì ở ngoài hơn 1m8, báo lấy 1m8 nha quý vị. Thầy bu điện xếp bu được 1m8 à. Tính có khung khổ 1m7 à. 1m7 hả? Ừ. À, vậy anh lấy 1m7 luôn đi. Mà quý vị ở chốt cái cây này ở gần gần. Thì ship bằng xe Honda thì lấy nguyên chiều cao. Cái đậu shipper ship cho quý vị giữ nguyên chiều cao vậy nha. Còn ở xa thì chắc phải lấy theo cái bu quy cách của bu điện ha. Nhìn tới 55. 55 hoành. Để có luôn cái gì nè. Để còn bự 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 đây ha. Mình xương cạnh cái gì ngắm nghĩa kỹ là ăn dòng nữa đi em. Đó, xương cạnh đặt kẹo ha. Em giao lưu giá 1 triệu 3. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Khá là cao. 18, này cao chắc cả 2m. Nhưng mà khi ship cho quý vị ở xa thì như nãy tiền nói là ship cho quý vị được 1m7 nha quý vị. Tán ngang thì này lấy 1m4 ha. Rồi dừng luôn em ơi. Rất là cao rồi quý vị ơi. Đó, xương cành đặt kẹo ha. Cành quá đặt luôn ha. Từ từ xuống nè. Thoát thân thấp nó đặt từ gốc lên tới ngọn luôn á. Hoành là 24. 24 đi ha. Làm thì yếu xíu à. Rồi giao luôn nhiêu đem? Em giao luôn giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 19 quý vị ơi. Tàn đẹp quá. Cao 1m7 quý vị. Tán ngang này chắc cả 1m6 à. Tàn quá đẹp ha. Tàn. Hết biết cái tàn luôn. À, em này xương cành à. Trời ơi. Quá xá dần xương này nha. Rồi hoành là 24 với tính 23. Cậy đến có luôn ha. Rồi giao luôn nhiêu đem? Giao luôn giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu cây đẹp quá. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 20 ha. Số 20. 10 cao này lấy 1,5 m quý vị. Tán ngang này lấy 1,3 m ha. Rồi đây xương cành luôn. Mấy em này mà lặt lá ra là quý vị nhìn thấy xương nó còn điện hơn cái tàn gì nữa ha. Đặt cái tông trơn luôn á. Vành 24 với mình tính 23 luôn. Đó, rồi. Có cụ đế luôn ha. Xem vòng vòng cụ đế nè, này là đế nè. Đế đẹp nha. Đó. Đó. Nữa đi em. Đều ha, có cụ nở ha, tay cành thì đặt kẹo. Giao luôn như em. Giao luôn giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. 21 22 em. 21 anh Tân. 1 à. Rồi 21 này cao lấy 1,5 m luôn quý vị ơi, tán ngang lấy 1m3 luôn. Tàn thông kính mít ha.
Rồi dừng luôn. Dừng cành luôn nè. Cành đặt luôn thấy cái gì nè. Đặt ra ha. Quá đặt luôn. 24 đến 23 luôn. Rồi đế có đế luôn ha. Rồi sẽ xen dòng luôn em. Xương ngang thích dịch. Giao luôn giá 1 triệu mốt. Rồi 1 triệu mốt. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 52. Rồi mã số 52 thì em này cao tầm khoảng 1m7. Tán ngang em này chắc khoảng 1m5 rồi quý vị. Rồi dừng luôn em ơi. Xương cành rồi quý vị. Lâu này em nào xương cành cũng thích hết trơn ha. Ngược rồi. Nhìn tấn. Rồi 26 hoành ha, có củ đế luôn nè. Dòng nó đi. Xương cành dòng nó đi. Đó, đẹp ha. Rồi giao luôn nha em. Giao luôn giá 1 triệu 3. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. 23 ha. Mã số 23. Rồi hôm nay cao lấy 1m6. Tán ngang 1m5 nha quý vị. Rồi xây. Rồi dừng mặt này luôn đi. Mặt này lá thưa thưa dễ thấy. Xương cành đặc hết lên. Quá đặc luôn ha. Xương mà em này được cái nữa là cái xương nó rất là lực cái quý vị. Hoành 26 hoành. 26 này được thêm nữa đế nữa nè. Đó, đế lực nha. Đế lực, xương lực ha, đế cũng đều nha quý vị. Dừng đừng xây nha. Đó, mặt nào đế cũng giữ ha. Rồi giao luôn nhiêu đen. Giao luôn giá 1 triệu 3. Rồi 1 triệu 3 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. 24. Rồi 24 thì em này cao tầm lấy 1m5, tăng ngang 1m5 luôn nè quý vị. Đó. Mặt nào cũng vậy ha, bằng do kính mít. Lá thưa thưa. Dễ thấy xương trong ha. Đó. Dạch ra nè. Kính mít nè. Dữ ha. Nhìn tấn. 56 ha. 6 gì? Để có để xương cạnh đây. Chậm nha. Đó. Giao luôn như đen. Giao luôn giá 1 triệu 2. 1 triệu 2 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Số 25. Hôm nay cao lấy 1m6, tán ngang lấy 1m2. Đó, hôm nay lật lá sạch tới tầng nè. Không, xương cạnh thấy ghiền luôn không? Kẹo luôn nè. Rồi vô hoành luôn. Hoành đi. Hoành 24. 4 hoành nè. Xuống cạnh đặt luôn ha. Vô luôn nhiêu em? Vô luôn giá 900. 900 ha. Mã số 25. Xuống cây luôn. Rồi. Mã số 26. Hôm nay cao lấy 1m3. Tán ngang lấy 1m2. Xuống cạnh quá xá ha. Hoành luôn. Anh tính. Hôm ba em. Em cũng giao luôn giá 900 luôn. 900 luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số này số mấy? 7. 27 là mã số cuối clip của em luôn. Rồi em này cao lấy 1m6. Tán ngang lấy 1m3 luôn rồi quý vị ơi. Đây. Chìm tình. Rồi xuống cành rồi quý vị ơi. Nhả chừng nhả nha. Rồi chừng nhả bên kia. Rồi xuống cành. Đặt cái trang này ha. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Thế em xây đi em cho nó đo cái hoành mới được anh. Nó bị dán nó siêu siêu vậy khó đo. Đó, không đo được. Nhẹ 23 ha. 23 luôn nha em. Giao luôn giá 900. Rồi hết cây. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì hôm nay thì mình thấy em này cái lô này tàn đẹp quá quý vị vậy. Quý vị có thích thì cứ alo liền nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.